Nằm trong khuôn khổ các môn thi đấu trước Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh lần thứ 12, ba môn thể thao dân tộc là bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy đã diễn ra sôi nổi, kịch tính và hấp dẫn tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Môn bắn nỏ là môn thi đấu chính thức của Hội khỏe phù đồng tỉnh Sơn La lần thứ 12 năm 2024, được tổ chức trong giai đoạn 1. Tham dự có 11 đơn vị khối trung học cơ sở, 16 đơn vị khối trung học phổ thông với gần 100 vận động viên, tranh tài ở 8 nội dung cá nhân và đồng đội. Các vận động viên đã tập trung thi đấu, cạnh tranh quyết liệt, thể hiện qua kỹ thuật, chiến thuật trong thi đấu, nhận được cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Khi được chọn để đi thi Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh lần này thì em cảm thấy mình đã nỗ lực rất nhiều và cảm thấy may mắn khi là một trong số những vận động viên được tham gia Hội khỏe phù đồng cấp tỉnh. Em khá là hài lòng với kết quả của đợt thi đầu tiên, trên cả mong đợi của em. Và em nghĩ là hai phần nội dung tiếp theo em sẽ cố gắng hơn nữa. Với bộ môn kéo co cũng có sự tham gia của 427 vận động viên thuộc 14 đội, trong đó khối trung học cơ sở 8 đội với 226 vận động viên đến từ phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố. Còn lại là đến từ các trường trung học phổ thông trong tỉnh. Các đội đã tranh tài ở 3 nội dung, đội nam, đội nữ và đội nam nữ phối hợp. Với sự chuẩn bị tốt về thể lực, sức bền và chiến thuật, các đội thi đã cống hiến cho khán giả những trận thi đấu quyết liệt, kịch tính và sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Các đơn vị đã chuẩn bị rất tốt cho các vận động viên ở cơ sở tập luyện. Đến đạt kết quả đạt được của các đơn vị là rất đồng đều. Và qua giải thì sẽ tuyển chọn được các vận động viên đi thi giải khu vực và toàn quốc. Bộ môn đẩy gậy cũng hấp dẫn với 162 vận động viên của 12 phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, 19 đơn vị trường học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia, với nhiều hạng cân nam và nữ khác nhau. Các môn thể thao dân tộc hiện nay đang được phát triển rộng khắp. Với việc đưa các bộ môn này vào danh sách các môn thi đấu chính thức tại Hội khỏe phù đồng các cấp đã góp phần tăng lượng vận động viên tham gia, khẳng định sự lan tỏa của môn thể thao dân tộc trong học đường.